cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha dịp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 172 với các nhân chứng chị Huyền Trần và anh Nguyễn Trung Hoài, thành phố Westminster, California, chị Vũ Thị Ngọc Hoa, thành phố Concord, California. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của chị Huyền Trần, hiện đang sinh sống tại thành phố Westminster, California. Đây là lần thứ hai chị nhận được ân lành của cha Trương Bửu Diệp và chia sẻ để làm nhân chứng cho cha. Vào tháng 4, 2016 vừa qua, chị đi thi quốc tịch Mỹ. Chị đã cầu xin cha giúp đỡ cho mình được gặp may mắn và thuận lợi. Chị chia sẻ những lời chị trả lời được là do cha Diệp đã hướng dẫn chị. Ngoài ra, trong cuộc sống, những lúc chị gặp khó khăn, chị đã cầu xin cha đều được cha giúp đỡ. Xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của chị ngay sau đây. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tôi tên là Huyền Trần, hiện là sống ở tại thành phố Westminster. Hôm nay lần thứ hai rất là vui, trước là tạ ơn ba ngôi chí thánh đã cho tôi tới đây có dịp chia sẻ ơn lành cùng quý vị. Ơn lành của tôi là vừa tháng 4 vừa qua là tôi đi thi quốc tịch Mỹ. Tôi đã được cha che chở cho tôi để tôi vượt qua được buổi phỏng vấn rất là thuận lợi. Trong buổi phỏng vấn đó, tôi đã gặp được một người Mỹ phỏng vấn tôi. Ông rất là vui vẻ, giúp đỡ tôi mọi thứ, cho tôi nói được tất cả những cái lời phỏng vấn mà ông hỏi tôi. Nhưng tôi có cảm giác rằng những lời mà tôi trả lời với ngài ấy không phải là tôi, mà là cha Diệp đã hướng dẫn tôi nói ra những cái lời đó. Và sẵn đây tôi cũng chia sẻ một điều nữa là khi quý vị gặp những gì khó khăn, quý vị cầu nguyện thì lòng tin của quý vị phải đặt trước tiên là vào cha rất là lớn, cho dù cha chưa có cho mình được phép lạ lần đầu tiên, nhưng cứ nài nỉ ngài thì ngài sẽ cho và sẽ ban được nhiều ân lành cho quý vị. Tôi biết cha Diệp cách đây cũng rất là lâu, khi còn phải sống tại Việt Nam. Khi ở Việt Nam gặp những gì khó khăn thì tôi cũng có tới cầu xin ngài và cũng có dịp hai lần đến Cà Mau thăm viếng chỗ cha. Qua báo chí và qua thông tin bạn bè, tôi đã biết được nơi cha Diệp Foundation này. Từ đó tôi có việc dịp gì đó rảnh thì tôi tới đây, trước là viếng cha, sau là cũng nguyện làm những việc thiện nguyện ngoài cái sức của mình để cảm tạ cha đã làm ban phép lành cho tôi. Cũng như những lần trước thì tôi cũng có đi thi qua bằng lái xe hoặc là bằng neo. Trong những lúc mà tôi gặp khó khăn nhất về thi cử thì tôi thường đến viếng thăm cha và cầu ơn cha che chở tôi trong những lúc mà tôi thi quốc tịch hoặc là thi những cái bằng neo hoặc là bằng lái. Qua đó thì cha cũng đối thương nhận đời tôi và đã ban phúc lành cho tôi. Tôi thành thật cảm ơn cha. Sẵn đây tôi cũng có một cái kinh nghiệm là khi mà mình gặp những gì khó khăn, mình cầu nguyện với cha, xin quý vị đừng có nản lòng, cố gắng nài nỉ cha thì cha cũng sẽ đối thương nhận đời mình. Cha Trương Bửu Diệp ơi, cha Trương Bửu Diệp ơi, cha Trương Bửu Diệp ơi, con cảm ơn ngài. Vị linh mục khả
kính mà con mến yêu. Anh Nguyễn Trung Hoài hiện là cư dân của thành phố Westminster, California. Anh là người theo đạo Phật, nhưng anh rất tin tưởng vào sự cầu bầu linh thiêng của cha. Anh biết rất nhiều người ngoài công giáo đã nhận được ơn lành của cha. Anh nghe biết danh cha từ lâu, nay biết được có văn phòng của cha nằm trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove. Anh đã đến để cầu xin cha cho công việc làm của mình được gặp may mắn và như ý. Niềm tin của anh đã được cha nhận lời. Hôm nay có dịp trở lại để cảm tạ cha và chia sẻ ơn lành như là cách để trả ơn cha. Xin mời quý khán thính giả theo dõi. Dạ, tôi là Nguyễn Trung Hoài, hiện tại sống thành phố Westminster, California. Lần này là lần thứ ba tôi đến đây. Thì hai lần trước tôi có đến xin ơn cha ban một phước lành để được vào một công ty làm chính thức. Thì đã một năm mấy, gần hai năm rồi, hiện làm chỉ là không chính thức. Thì sau khi đến cha hai lần, có cầu nguyện cha đã ban ơn. Trong tuần rồi thì nhận được tin trong công ty cho vào làm chính thức. Thì rất là mừng, tại vì tôi từ miền Bắc lên, chứ không phải là sống tại miền Nam này. Đã sống miền Bắc mười mấy năm, gần 20 năm rồi, mới mua lên đây được 2 năm rồi, gần 2 năm. Thì làm trên đây thì nói chung thì cũng làm về công ty cũng Medical Optics. Tôi thật ra là người ngoại đạo, thật ra là đang đạo Phật. Thì gia đình là cũng là truyền thống đạo Phật, nhưng mà không biết, xuất phát từ trong tâm thì nghe rất nhiều người thì nói về cha luôn ban phước cho những người ngoại đạo. Cha thì đó, thì không biết khối từ trong thâm tâm, trong cõi lòng thôi thúc tôi đến đây để một lần viếng cha và xin ơn cha. Thì mình có tin thì mình mới có được cái lành. Em thật sự cũng nghe cha rất là lâu về chị nói, nhưng mà bây giờ em mới biết được cha được giống như có một cái sự thời phượng ở đây. Dạ. Theo tôi nghĩ thì mình nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ nghề cha, mình phải có một niềm tin về nơi cha và mình thành thẳng cầu nguyện nơi cha, thì cha sẽ cho phép lành cho một cái điều bình an. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Cảm ơn cha hiền. Chị Vũ Thị Ngọc Hoa hiện đang cư ngụ tại thành phố Concord, California. Năm 2008, chị đi khám bệnh. Bác sĩ nói thận của chị đã bị hư, cần phải thay, và cứ mỗi năm chị phải đi lọc máu. Chị đã cầu xin cha cho chị sớm tìm được người hiến thận, và chỉ trong thời gian ngắn, chị đã nhận được. Đến nay sau 9 năm ghép thận, chị rất khỏe mạnh. Và còn những ân lành khác mà chị cho rằng cha Diệp đã cứu sống chị. Hôm nay chị đến để cảm tạ cha và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Em tên là Vũ Thị Ngọc Hoa, em ở Concord. Em thì được hai ơn của cha. Cái ơn thứ nhất là cách đây năm 2008, em hai cái thận em bị hư, em phải đi lọc máu 7 năm trời. Rồi em cứ xin cha giống như cho em đang quay đinh lít cho cái thận á, thì em xin cha cho em được có cái thận càng sớm càng tốt á, tại vì em không có gia đình em bên đây, rồi em cũng không có ai giúp đỡ, thì em xin cha xong lucky là 2 năm sau là em có cái thận, là có người gọi em thay được cái thận, mà cái thận này là của rất là tốt, là của em bé nó có 4 tuổi rưỡi thôi, mà bây giờ hiện giờ là em thay được 9 năm rồi. Dạ, mà cái thận vẫn hoạt động good. Dạ, thì đó là cái ơn thứ nhất của em. Còn cái ơn thứ hai cách đây là
cũng mới đây thôi, 2 năm về trước em đi siêu âm ngực á, em bị một cái cục, bác sĩ nó nói là phải biopsy để nó thử. Mà bác sĩ gửi cái thơ về thì nó nói là cái xác suất mà em bị ung thư rất là cao. Đó là giống như là rất là cao, thì em sợ quá. Lúc mà em đi làm biopsy á, thì em mới cầu xin cha là cho em tai qua nạn khỏi, chứ nếu mà thực sự cái đó thì cho em nó lành tính chứ đừng cho nó dữ. Thì em làm biopsy xong thì normal, không bị gì hết. Dạ. Dạ, cách đây 2 năm đó là hai ơn mà đặc biệt cha đó ban cho em. Rồi còn nhiều ơn lắm, giống như là nó thực sự ra những cái lúc mà em có cái gì mà trắc trở thì em cầu xin cha là em được hết, mà hai cái ơn đó là hai cái ơn rất là lớn. Dạ, lớn nhất là cái ngực của em đó là bác sĩ nói là 95% là ung thư rồi. Dạ, mà cái bác sĩ mới cho em đi làm biopsy, mà em không ngờ làm biopsy xong em cứ cầu xin cha. Biopsy xong là bác sĩ nói không ngờ là nó không lành tính, nó không có gì hết. Dạ, cái đó là cái surprise rất lớn đối với em. Dạ, em bị bệnh thận lúc mà em bị ở bên Việt Nam lâu rồi mà em không biết. Rồi lúc em qua Mỹ là năm 1991 á, là 2 tháng sau là tự nhiên em ăn vô em ói. Em ói cái gia đình mới dẫn em vô bệnh viện, nó thử máu, nó nói tại sao 2 cái thận em nó hư rồi. Test với lì hư luôn, nếu Việt Nam là em chết rồi. Xong rồi kia nó mới cho em đi lọc máu. Đi lọc máu giống như là lọc sơ sơ thôi, rồi giống như là bác sĩ nói là lọc lọc từ từ rồi. Giống như lúc đó là em cũng mệt mỏi lắm, mà em cứ cầu xin cha miết, em cứ nói cha 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 cho con cái thận sớm đi, chứ con lọc máu gì hoài không có gia đình con cũng không biết trông cậy vào ai. Mà em cứ cầu miết rồi tự nhiên bác sĩ cho em vô cái lít đợi có 2 năm, mà em quá lắc kỳ, mà nhiều người ta nói, nhiều người ta đợi mòn mỏi mà người ta cũng không có được. Cứ cầu cha nó cho con càng sớm càng tốt, chứ bây giờ con lọc máu 1 tuần 3 ngày vậy con mệt mỏi mà không có ai take care em, với em có một đứa con nữa mà lúc đó nó mới có 2 3 tuổi. Mà cái lúc em bệnh đó thì chồng em nó bỏ nó đi, nó không có take care. Mà đường cái là gia đình chồng nó nuôi em bé, rồi em cũng buồn lắm, em mới thôi cho con có cái thận để con có sức khỏe, con take care con của con. Rồi cha em cũng ngạc nhiên, mới có 2 năm mà. Dạ, mà bác sĩ nói trời, tôi thường thường mấy người mà trẻ trẻ vậy đó, nó không, nó ưu tiên mấy người lớn tuổi nhiều, nếu mà có nó cũng. Mà chị biết cái máu của em là cái máu A, máu A thì khó lắm, phải kiếm cái người máu A mới được. Dạ, mà gia đình em thì máu O hết, không ai cho em được, chỉ có mẹ em máu A mà bà bị cancer cho nên bà cho em không được. Dạ, cho nên em chờ, mà em xin cha em xin miết 2 năm cha cho em cái đó là cái món quà quý nhất, là một cái mạng sống của em. Rồi cái thứ hai là cái ngực của em, là em cũng tưởng em chết rồi, em mừng em khóc luôn. Mà em hứa với cha em nói, mà thực sự hoàn cảnh của em á, là em lái xe xa không được, em mới nói thưa cha, cha cho con, mà em xin cái ơn này cũng lâu rồi, mới cha cho con có dịp nào đó mà bạn con nó ok nó đồng ý, mà tại vì bạn em ở đạo Phật nó không tin mấy cái vụ này. Dạ, em nói cha cho nó có cái ý định nó chở con xuống đây, để mà con thì con về Việt Nam không được, cái sức khỏe em về Việt Nam không được, thì con xuống đây là con hứa con sẽ cảm tạ cha, với con ra làm nhân chứng ơn lành cho cha. Dạ, nói chung là cái cuộc đời của em nó có cái gì bế tắc là cha cho người gỡ cho em. Hiện giờ em cũng sống với một cái chị đó, chỉ là người bạn làm chung neo với em thôi. Thì hồi trước em ở Sang Phan, em chạy xuống dưới Khơn Cờ em làm neo, mà cũng mấy năm trời liền chị nói thôi mày ở vậy xa quá chạy nguy hiểm, rồi thôi bây giờ tao có cái phòng mày ở nhà phòng tao đi, mày đi làm cho nó gần thì cũng giúp đỡ em, thì cũng cha xui rủi thôi. Chứ nếu mà thật sự bây giờ mà em mà chạy lên chạy xuống dậy rủi đi đường xa có chuyện gì em cũng không biết. Già thì cũng nhờ ơn cha nhiều lắm. Theo kinh nghiệm của em á, thì là cha thì giúp đỡ tất cả mọi người hết, nhưng mà sometimes có nhiều khi mình cầu cha mà mình không được, cũng như em thì, nhưng mà mình cũng đừng có nản lòng, mình cứ cầu miết cha sẽ nhậm lời, tại vì em coi cha như là cha ruột của mình đó. Mình không lẽ con mà cầu cha là cha không nhậm lời, cha cũng ban cho nhờ mình những ơn tốt đó. Nhưng mà nhiều khi cha thấy lúc đó mình cầu nó chưa đúng thời điểm, hoặc là nhiều khi cha cũng thử lòng mình coi cái đức tin mình như thế nào. Thì em khuyên mọi người giống như cứ cầu nguyện cha là cha sẽ cho, chứ cha không bao giờ bỏ mình.
Em cũng rất là vui mừng tại hôm nay em được xuống dưới đây là cũng là ơn cha ban cho. Và câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Biểu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Biểu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Chương trình Ơn Cha Diệp đang được phát thường xuyên trên YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus và trang web chuongbuaudiep.org. Những ai không xem được trên online xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. Về việc gửi bản tin ơn lành, do nhu cầu gửi bản tin đến tận nhà tăng lên rất nhiều mà ngân sách có hạn, ban biên tập bản tin ơn lành thông báo: kể từ số 40, chúng tôi chỉ gửi báo đến tận nhà cho độc giả ở xa ngoài vùng Orange County, California và đã có thẻ thăm viếng. Quý khách ở trong vùng Orange County vui lòng đến văn phòng lấy bản tin hoặc xem trên website www.chuongbuaudiep.org hay yêu cầu để được gửi qua email. Mong quý độc giả thông cảm. Quý ông bà cao niên có yêu cầu đặc biệt xin liên lạc văn phòng Chương Biểu Diệp Foundation. Bản tin ơn lành giới thiệu những ơn lành mới nhất và các thông tin cần thiết cho mọi người, được phát hành miễn phí vào các ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Chương Biểu Diệp Foundation. Ưu tiên gửi quà tặng cho người có thẻ tham viếng để giảm bớt sự thất lạc khi gửi các quà tặng của Chương Biểu Diệp Foundation đến nhà. Kể từ tháng 5 năm 2016, Chương Biểu Diệp Foundation ưu tiên gửi quà cho quý khách có thẻ tham viếng. Người có thẻ từ các tiểu bang hoặc các quốc gia khác xin vui lòng nói số thẻ khi gọi phone hoặc viết thư hay email cho hội để yêu cầu gửi quà tặng hoặc để ghi danh các chương trình do hội tổ chức. Ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp. Từ đầu tháng 4, Chương Biểu Diệp Foundation đã phát đơn ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp tại văn phòng. Quý vị ở xa xin vào trang web chuongbuaudiep.org để download phiếu ghi danh hoặc gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Chương Biểu Diệp Foundation số 14231. Đường Euclid, thành phố Garden Grove, California, 92843, số điện thoại 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện hàng tháng. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào YouTube, Facebook hoặc trang web www.chuongbuaudiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà, anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Chương Biểu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Website Chương Biểu Diệp Foundation tiếng Anh. Website chuongbuaudiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website chuongbuaudiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Trả lời thư tín. Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thắc mắc có cùng nội dung liên quan đến việc thờ phượng cha Chương Biểu Diệp như sau. Thứ nhất, tôi bị kiện tụng trong làm ăn nên đã khấn với cha Diệp và cha đã giúp tôi mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Nay tôi xem cha như người phù trợ cho mình. Xin hỏi tôi có thể thờ phượng cha như thánh bổn mạng không? Thứ hai, mẹ em là người chịu ơn cha Diệp. 3 năm qua em thờ hình cha và được nhiều ơn phước cha ban. Em muốn sang California rước tượng cha về thờ được không?
Thứ ba, mỗi khi gặp trục trặc trong tiệm, khách khứa, thợ thuyền, tôi khấn với cha Diệp là đều được như ý. Nhưng tôi là Phật tử, vậy tôi có thờ cha Diệp được không? Xin trả lời chung như sau. Cha Trương Biểu Diệp là một mục tử, một vị linh mục công giáo, tử đạo. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi là con Chúa và là họa ảnh của lòng Chúa thương xót. Chúng ta đang hy vọng Tòa Thánh Vatican sẽ nâng cha lên bậc hiển thánh. Vì thế, theo chúng tôi nghĩ, nhận cha Diệp làm thánh bổn mạng thì chưa được, vì cha chưa được Tòa Thánh Vatican công nhận chính thức. Những ơn lành mà mọi người cầu xin và nhận được chính là nhờ cha đã cầu thay nguyện giúp lên cùng Thiên Chúa toàn năng. Cha là cây cầu nối giữa chúng ta và Thiên Chúa. Thương con, cha đã van nài cùng Chúa, đấng từ nhân. Thương cha, Chúa đã nhận lời, vì cha Chúa không bỏ quên con. Cầu khẩn, được ơn và thể hiện lòng biết ơn bằng cách thờ phượng và cúng kính là việc mà các nền văn hóa của mọi dân tộc khác nhau trên thế giới đều làm, như thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cũng như kêu tên các ngài trong cơn hoạn nạn để nhờ trợ giúp. Hiện nay, chúng ta mặc dù có tín ngưỡng khác nhau, nhưng có một điểm chung là rất yêu thương và mến mộ cha Diệp. Nhiều người có cùng chung suy nghĩ, cha Diệp là đấng linh thiêng, rất gần gũi, giống như cha ông của chúng ta vậy. Vì thế, chúng tôi cho rằng ai thờ Chúa thì cầu khấn theo giáo lý công giáo, ai đạo Phật thì cầu khấn theo lời Phật dạy, ai đạo Hồi thì cầu thánh A-la. Còn cha Diệp là đấng thánh thiện, đầy lòng nhân ái, yêu thương mọi người, không phân biệt tôn giáo. Vì thế, mọi người, bất kể tôn giáo nào, để nhờ cha Diệp chuyển lời cầu xin của mình lên đấng tối cao của tôn giáo mình. Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động dịch vụ miễn phí của Trương Biểu Diệp Foundation, xin gọi 714-362-6608 hoặc email info@truongbieuDiep.org. Để giúp Trương Biểu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn cách cắt sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Trương Biểu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Trương Biểu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân, 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp tập 172 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bưu Diệp, lạy Cha.